Xin chào các độc giả của Sao Star và cũng như buổi Sao Stream ngày hôm nay, và mình là Minh Kha. Và dàn khách mời của chúng ta hôm nay là dàn diễn viên của Webdrama. Em là chàng trai của anh là Cody, Đỗ Hoàng Dương và Vũ Thịnh. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, mình là Cody. Xin chào mọi người, mình là Đỗ Hoàng Dương và chúng mình là Cao Du. Xin chào mọi người, mình là Vũ Thịnh và bọn mình là Thịnh bị bỏ rơi. Đã thấy ngồi bên này là thấy sai sai rồi, cho em ngồi kia là em tương tác với anh MC rồi. Ngồi bên này. Thôi bỏ đi. Thương. Giờ phim cũng đã đến hồi kết rồi, không biết là cảm xúc của ba bạn như thế nào? Cảm xúc đầu tiên của em á là như chắc là em cũng như mọi người thôi. Thì thường á, mình xem phim á, cái dòng tới tập cuối á là mình không muốn nó hết phim. Thì thường tới tập cuối mình sẽ không muốn hết phim, mình muốn nó còn nữa để mình coi tiếp. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mình phải chấp nhận sự thật. Và cũng may mắn là khi mà có tập cuối ra thì được hiệu ứng từ khán giả, từ mọi người yêu mến rất là nhiều. Và hiện tại đã được vào top trending là 14 rồi. Đó. Xuất sắc. Yes. Còn Đỗ Hoàng Dương thì sao? Còn em thì em thấy hụt hẫng lắm ạ. Tại vì là dù kiểu gì cũng sẽ đến hồi kết ấy, mà chẳng ai là muốn là sẽ kết thúc một cái điều gì đó. Mà đặc biệt là cái kết mà khi mà mình đang đạt được những cái điều mà mình mong muốn, những cái điều mà nó đang đạt hiệu ứng tốt, thì mình sẽ không bao giờ mình muốn kết thúc. Nó cũng xen lẫn với cảm xúc là em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, bởi vì là đây là một trải nghiệm mới của em, một cột mốc của em, và nó đã mang đến cho em rất là nhiều thứ. Và em cảm thấy rất là hạnh phúc và vui. Còn em thì muốn cái tập cuối này kết thúc nhanh nhanh. Tại vì là kết thúc của cuối phim là cảnh hôn nhau chít mỏ rồi đúng không? À. Bây giờ ví dụ phim dài nữa đến cảnh gì nữa? Ai mà chịu được? Kết thúc nhanh nhanh, tán cho mình về. Em thì lại nghĩ là anh Thịnh phải thích phim nó dài hơn chứ ạ. Tại vì là anh Thịnh đã tìm được gọi là mối mới. Mối mới trong phim rồi, cuối phim. Đúng không ạ? Nhắc hoài. Biết đâu sau đấy lại có một màn to te ti te của anh Thịnh với cả bé Việt thì sao? Đúng không? Chứ nói đùa thôi, chứ còn bộ phim kết thúc thì ai cũng là người kiểu hối tiếc ấy. Một bộ phim mà mình đã theo dõi, mình là diễn viên nhưng mà mình cũng xem từng chi tiết từ đầu đến cuối cả 6 tập. Nên cảm thấy cũng rất là tiếc khi mà hết. Mong là có phần 2 tiếp tục. Vậy thì giờ chúng ta đã có cái nhìn tổng thể về bộ phim rồi, thì không biết là mỗi người sẽ có những cái cảm nhận thế nào về nhân vật của mình, về ghét và thích, điểm gì ở nhân vật của mình? Coi đi. Ok, em đang suy nghĩ đây. Đấy, nó tại vì nhân vật này của em á, nó dường như là giống em phải tầm 60-70% rồi. Là cho nên là em cảm thấy không ghét được, tại vì nếu mà ghét thì ghét mình sao? Thì bản thân em thì em cũng phải có điểm và thích và không thích ở bản thân mình chứ. Em nhớ là em ghét cái nhân vật này, tại sao nhân vật này không giàu bằng ông Thịnh? Để ông em thế mà như thế. Về sau giàu rồi, về sau lên top 1 trending là giàu rồi. Đúng không? Còn cái điểm thích đó là bạn này rất là kiên cường trong quyết định của mình và đã thực sự thành công để có thể quay về để gặp bố mẹ và chứng minh cho bố mẹ thấy là mình thực sự là một người tài giỏi. Đó là điểm đó mình rất là thích. Còn về nhân vật của em thì em không có ghét. Em chỉ thích thôi. Tại vì là bất kỳ, kể cả sau này cũng thế, bất kỳ một cái nhân vật nào mà em có thủ vai trong tương lai hay là hiện tại thì em cũng đều thích hết. Bởi vì đó là công sức của mình, đó là một sự nhập vai của mình, là một cái gì đấy mà mình phải thật sự đặt tâm huyết vào. Nên là em nghĩ rằng là em sẽ không bao giờ em ghét bất kỳ một cái điều gì dù là nhỏ nhất của cái nhân vật đó, mà em sẽ chỉ yêu thích thôi. Mà đặc biệt là nhân vật này khá là giống tính cách của em bên ngoài, thì em càng phải yêu thích hơn chứ. Em thì cũng rất là thích nhân vật của em. Vì nhiều tiền nè, đó, có xe đẹp, có nhà đẹp, có cả quán cà phê nữa. Cũng cố gắng để được những cái nhân vật của mình. Khổ mỗi cái là không có Dương thôi. Khổ cái là không có Dương thôi. Những ngày hôm nay vẫn phải ăn cổng lương cho mọi người ạ. Không sao hết. Em chưa phát thì luôn nha, em ngồi xa nhau nha. Nếu mà nói về nhân vật của bản thân á, thì mọi người đều là đa số là thích, không có điểm ghét. Vậy thì nói về nhân vật của đối phương thì sao? Coi đi, em cảm xa thấy sao về Đỗ Hoàng Dương? Em cũng cảm thấy như là bản thân mình nói, tức là khi mà em với Dương á, tại vì tụi em không phải là diễn viên chuyên nghiệp, cho nên là khi mà tụi em vào diễn á thì tụi em diễn những cái cảm xúc bằng tính cách của tụi em mà ra, cho nên là em yêu thích tính cách của Dương mà, cho nên là không có chắc chắn học nhân vật Bạch Dương. Nếu như bây giờ anh Nam mà nói là anh Nam ghét tính cách của nhân vật Bạch Dương thì cũng không khác gì nói là anh Nam ghét Đỗ Hoàng Dương ở ngoài. Đó thì đó, nghĩa là vậy đó. Nói thế rồi. Đấy. À minh mẫn đấy. Còn Dương thì sao? Có ghét hay thích gì về nhân vật Cody không? Tất nhiên là không thể nào nói là ghét được rồi đúng không ạ? Vậy thì Vũ Thịnh nào? Em, không, ý là đúng không? Nhưng anh hỏi bạn bên này thì em không. có một cái điểm này là phải nói thật là không thích đâu. Cao quá.
mỗi lần mà đứng chung khung hình là cứ toàn là phải kiểu một là phải đứng em phải đứng trên một cái gì đấy để bắt được không là một là bắt được anh Thịnh, hai là bắt được em và ngực của anh Thịnh. Không bao giờ hai anh em mà đứng chung được một khung hình. Ừ. Nên là khổ lắm ạ. Nên là mỗi lần quay là vất vả. Đúng rồi, em cũng ghét nhân vật của ông Thịnh lắm. Đúng. Em để em đi sang chấn tâm lý với bị cái đau cổ tới giờ luôn nè, tại vì lúc này diễn nhau mới ngước đầu không à. Ám ảnh cưỡng chế luôn, anh sợ lắm. Hoảng loạn. Em cũng bị đau gáy mà, suốt ngày phải cúi xuống nói chuyện nên mọi người. Còn Vũ Thịnh, em ghét và thích gì ở Hoàng Dương? Đỗ Hoàng Dương. Bạch Dương. Bạch Dương. Dạ. Nói về nhân vật Bạch Dương thì chắc chắn trong đấy em là người yêu thầm thì chắc chắn là em rất là thích cái nhân vật này rồi. Đấy. Cái là Bạch Dương rất là kiên định trong cái chuyện tình cảm của mình. Ừ. Tức là đã không yêu thôi, trả dép bố về kiểu vậy. Tức là không có một chút rung rinh nào đối với em luôn á, không có một cái giây phút nào mà. Nhưng mà em vẫn không nản lòng. Đó. Rất là kiên trì. Rất là kiên trì. Gọi là cái gì? Nghị lực. Nghị lực. Cái còn ghét thì nhân vật này là đúng là rất là nghị lực luôn anh. Kiên cường lắm, đến cuối luôn kiên cường. 500 triệu ra rồi cũng không xin nhêm mà. À, cho vài tiền nha. Vẫn không có một cái gì luôn. Mê quá nha. Sẵn sàng cả. Thế nhưng mà em cũng đánh đổi em cắm nhà đấy anh. Cắm nhà đấy. Em cắm nhà cắm cửa đấy anh. Này nhưng mà anh có một cái thắc mắc là tập cuối ấy, là cái nhà đấy anh đã trả lại cho em chưa nhỉ? Tại sao cô đi lại được vào nhà đấy ở với em nhỉ? Em cắm nhà nhưng em vẫn phải ở, nhưng em vẫn ở cái nhà đấy chứ có phải là em cắm xong dọn đến chỗ khác đâu. Sao mình cho cô đi vào ở? Cắm nhà là cắm giấy tờ thôi chứ phải cắm vô nhà đâu. Không được, tôi phải bảo đạo diễn đổi lại cũng được. Nhà tôi cắm rồi, thuộc quyền sở hữu của tôi rồi, bây giờ lại còn cho đôi này vào làm cái trò gì cái gì, mất cái con nguyên. Thế thì thôi. Chết rồi, không được rồi. Được rồi, để phần 2 đề xuất nhá. Ok, phần 2 đề xuất. Tập cuối của phim thì có một cảnh cao trào là nụ hôn của Dương và Cody. Thì không biết là lúc mà đóng cảnh đó thì Dương và Cody có ngại không? Em thì chả ngại gì cả. Tại vì là bọn em rất là kiểu, tại vì lúc mà ở trên trường quay ấy, thật ra thì mọi người cứ hiểu nôm na là có rất là nhiều máy quay và có rất là nhiều người trong ekip chứ không phải là riêng bọn em. Nên là mà em thì vì một cái là càng như thế ấy, thì em phải càng tỏ ra là mình thật sự là chuyên nghiệp. Và mình phải càng tự tin và mình phải show cho người ta thấy là à mình làm cái việc này một cách bình thường và thuần thục. Chứ không kiểu như là mình bị lo lắng hay là ngại ngần. Bởi vì là làm như thế thì tại vì mình là một người công chúng mà mình đang muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng, một diễn viên nổi tiếng. Thì mình phải chuyên nghiệp với những điều đó. Nên đâm ra là bọn em chỉ việc vào và triển thôi. Chứ cũng không có cái gì mà ngại ngần cả. Thật ra đối với cô đi thì ngại thì chắc chắn vẫn phải có ngại, tại biết bao nhiêu con người nhìn chằm chằm mình vào cái chuyện mà mình đang hôn một người khác. Thì bây giờ nói điểm đó mà không ngại thì nó cũng không phải thực sự có ngại, nhưng mà mình nghĩ trong đầu mình vậy nè, thôi bây giờ lỡ rồi, bây giờ vô cuộc chơi rồi, bây giờ có chơi hay không, bây giờ chơi hết mình một lần thì thôi hay là mày chơi nửa vời xong rồi để mày phải chơi đi chơi lại nhiều lần cái chuyện này đó. Ý mình là vậy đó. À không, ý của anh Nam là ngại trước khi quay. À, đúng rồi. Còn cái lúc mà đang ở quay, thì, lúc quay là... thì là bọn em không có ngại. Mình phải có một cái thái độ chuyên nghiệp. Vậy thì nếu mà không ngại thì có cái phản ứng gì không? Ở trong cơ thể Dương? Phản ứng gì ạ? Phản ứng thì... Phản ứng gì ạ? Câu hỏi này có hỏi thêm của anh đúng không? Câu hỏi này có hỏi thêm của anh đúng không? Thật ra thì phản ứng ạ, phản ứng của em thì là người ta hôn mình thì mình hôn lại thôi, thì là phản ứng thôi đấy thôi ạ, chứ cũng đâu có chứ anh còn muốn gì nữa à. Bọn em đóng một bộ phim là để cho tất cả những lứa tuổi tin mà. Ừ. Nên bọn em cũng chỉ người ta hôn mình thì mình hôn lại. Bây giờ mà lỡ tụi em có phản ứng gì nữa thì tụi em cũng không được phản ứng, tại vì đạo diễn bắt tới đó thôi. Đến thế là kết rồi. Nó đi căng quá thì nó sẽ vượt ngoài ít sức tưởng tượng của là nó không ekip. Còn là phim dành cho tuổi tin cho là nó thành phim gì rồi ý. Không, nhưng mà tia lửa điện giống như là phấn khích, ví dụ như vậy. Phấn khích thì thật ra thì phải nói là em cảm thấy phấn khích từ khi mà bọn em vừa bấm máy. Bởi vì là như bọn em đã nói là khi mà bọn em quay bộ phim này, bọn em chia sẻ rất là nhiều là khi mà nhận dự án này là bọn em đã phải coi nhập vai và bọn em đã phải muốn hoàn thành tốt cái vai diễn của mình thì mình sẽ coi đối phương như là người yêu của mình. Thì là bọn em đã phải đặt cái nội tâm của mình như vậy từ lúc mà phim chưa bắt đầu, lúc mà đọc kịch bản luôn rồi ạ. Đấy nên là đó, nó là như vậy đó. Còn chứ cũng không phải là để chờ đến cái cảnh đó.